Ôi quá trời hấp dẫn luôn. Xuống đưa Google tôi quay trước cái có mất có gì cũng phải thấy hình ảnh đây nè, có lúc lâu rồi thấy chưa, chuyển vô màn hình cho thấy chưa, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó búng mạnh lắm đó nha anh. Đây nè mọi người, đây là con tôm hùm mình bắt được, lần đầu tiên trong đời bắt được con tôm hùm, phải nói là không còn cái gì mà sướng bằng hết trơn cái nè, quá chừng luôn này các em. Mạnh lắm, con gì nữa, con gì nữa đây? Nữa hả? Từ từ. Ủa đâu rồi? Nó. Đè xuống. Ơi ơi, đè được rồi. Đè. Ở chưa? Ở hết rồi. Ơi nó còn đó, nó còn nằm đó chỗ chuột đó. Chỗ chuột đó. Kẹt nào tôi biết lấy. Đó, nghe đèn nè. Đường sau này dở quá lấy giờ đâu. Đó. Nó. Ừ, vô rồi, chụp được nha. Trời ơi, ngay tay luôn mà. Đâu nó tôi thấy ngay tay luôn mà trời. Không có tại gì mà con mấy ngoài đi. Chú rồi, ông Sơn dở cái lên cái gì á. Trời ơi. Trời ơi, tôi thấy con chuột chụp ngay luôn mà. Con tôm hùm thì bắt con cua nó chứ. Trời ơi bậy à. Trời ơi trời, con cua luôn quá. Con cua mà mình cầm tôm hùm mình không thể bắt được chứ anh em. Chút cái càng luôn nội ơi. Giờ này nó mới ra đó, nó đâu ra sớm đâu. Cái bao á, để vô cái bao á. Cái bao nãy đâu? Nó đạp như hoàng nãy là dính rồi đó. Thấy ngay luôn mà. Con này mấy trăm cái ngàn đó trời. Giờ đi kiếm cái gì, cắt con tôm đi để kiếm mấy con cua. Đi đi cắt con tôm đi để mà bắt con cua. Đâu bỏ vô bao. Bao nãy đâu? Cái bao đấy. Đi theo anh. Đi theo anh. Con tôm với là con cua, tự diện tôm được theo anh. Cạn ốc cục nổi luôn. Thấy đâu cái kẻ này, cái kẻ nhỏ nữa.
rửa cho sạch cát, quay gần vô cát vô. Chặt lắm, không khi nào xảy được đâu. Nên rồi mình bỏ vô bao mọi người để đi phụ bắt con cua cái siêu to khổng lồ kia với mấy anh em. Đó. Ô, nè ghẹ đó nè. Rồi. Tới sư phụ xuống rồi mày định mà chạy đâu? Nó có cái hàng. Đây trời Phật ơi, con này mà không trúng nữa là rồi thôi luôn. Rồi thỏ tay bắt đi. Ông nội tao không có cái bài của anh chuột. Thỏ luôn chứ bắt ra đó. Đâu rồi? Đây nè, giò tôi nè. Đâu rồi? Bự lắm nha. Dính chưa? Dính rồi. Coi chừng á. Chưa. Cứ đạp. Con này mà không được cứu nước mà xảy nó tụi tôi lại luôn. Cứ đạp. Mất hình càng hả? Không, con hai. Đây. Vậy là con này không khác nữa. Lấy mình cũng được. Có gì đạp này nha. Tha mấy kẹp, đừng cho nó mắc nha. Buông ơi, ngã từ từ ra đi. Ngã ra. Ôi, ngã luôn ơi. Trời ơi, ngã. Chưa đâu. Chạy không mày. Từ từ đâu. Gì? Nó bự lắm. Đó, trời ơi. Từ từ. Cái cục đá đầu đó nha. Cục đá đó nghe anh, cái đầu á nghe anh. Chưa vậy. Đây. Ôi, cục đá bự cục đá. Ôi, nó chắc. Cua này càng chắc lắm. Chắc. Nghe chưa? Mọi người. Đó, đi dài đi, đăng kiếm nữa đi. Cua đực, mà không gặp. Cua đực. Mà chắc mà. Wow. Cua này chắc mà. Vô, bánh luôn rồi. Lấy bao bỏ vô. Thôi đừng bỏ chung con tôm. Kẹp cái gì cột á. Kiếm cái gì cột nó. Ở đây có cái túi lưới kìa, bỏ vô. Con nãy hụt cũng chừng bự hơn con này nữa. Con kia bự hơn con này. Từ mà ông rung tay rồi, ông bắt con tôm hùm ông rung tay luôn rồi. Vậy chứ bắt con tôm hùm rung tay rồi đó. Dây này khó cột. Nó chạy nó chợ. Hết chạy à. Cua con cua biển mà tính ra cua con kinh ráp. Cua hoàng đế. Ước mơ đã thành sự thật. Thế là biết bữa nào mà đi gặp con tôm hùm chơi. Trời. Cái nào tội miệng chưa? Chưa. Chưa đó hả? Tham lắm. Trời ước là con tôm rồi bây giờ không có động con gì nữa. Thôi. Vô đây. Đổ ra luôn à. Từ từ để cho ông gần rụng đó. Wow. Được chưa? Tôm hùm kìa. Tôm hùm mà, đã nói bắt được tôm hùm mà. Nãy giờ là bà tưởng nó nói chơi gì vậy trời. Ơi. Cho chị cầm tin tét tin. Ừ, nó búng cái tét tay nha. Búng tét tay đó. Sao mà nó rớt cái râu uổng quá à. Xấu trai rồi. Rớt mất cái râu rồi. Lần đầu tiên đi nhìn thấy tôm hùm. Ôi, cảm giác được cầm thấy. Cảm giác bắn nó đỏ dữ lắm đó trời. Trời ơi, ăn con này thì phải thả nó lại cho tôi làm lại chờ. Tôi trải nghiệm thử cái. Đây về đây là mọi người mới thấy rõ là con tôm hùm. Có con cua bự. Hồi nãy xảy mấy con cua. Mình nghiên cứu làm sao có cái gì mình đè nó chụp xuống như nó vậy này, đè nó im xuống như nó mình bắt nó. Cái gầu nó mới chết đó. Nhận mấy cá trình thì trời. Cá trình đó. Đây là con ốc mượn hồn. Nghe nói là ăn không được. Mà giờ có ông kia ông đòi ăn. Giờ không ai cản được hết á. Phải làm gì được. Ừ. Phải làm cái này. Cái này không biết có ăn được không mình cũng không biết, nhưng mà ổng đòi ăn giờ không ai cản ổng được chừng. Buộc lòng phải cho ổng ăn thôi. Ổng nói ăn cái này ông ăn bà khen. Ông ăn bà khen thì không nói gì mà ông ăn mà bà khóc là mệt lắm á nghe. Nó ghẻ chết hết luôn hả? Chết hết à, dễ gì. Ghẻ nó lên khỏi mặt nước là chết rồi. Trừ khi mình buộc nó mình sẽ sống. Ôi, rắc con cua nó lên thế này.
cứ ngắt ở trong luôn thấy không? Ôi. Ê cũng căng cũng căng. Xúc. Gì đó. Vậy tới đây mà còn liền mạch vậy là được rồi. Con tôm hùm này là bắt là đã nhất luôn. Cá này mình đâu ướp đâu, mình nướng nghe mùi mặn mặn luôn chứ bộ. Rồi. Con tôm hùm cái màu nó đỏ, nó đẹp. Như nghe mùi ấy. Cá biển lúc nào nó cũng hơi mặn mặn. Tôm hùm màu đỏ chết ngắt luôn mọi người. Chết, ông đừng ăn nha, để tôi ăn. Ôi, cái này, ông sao không lật ngửa con tôm hùm lên nhìn thịt nó nè. Cầu kìa trời. Nó ốc thôi. Có người ta nhiều quý hiệu sáng, giờ có cái tâm hồn thì tâm. Chọt lát nữa. Chọt lát nữa, nó hoa que, hoa que nè. Ta chích nó rồi, ta lấy tiếp. Cái đó. Mình không canh nữa chứ. Mình không biết làm vụ này đâu. Chút cái trắng tư. Tiếp nữa anh. Chọt cái đó đó. Hình như đó. Chích cho đây là vô là để vô cái chén là lát nó đặt lên y gan là của cầu câu luôn. Đúng rồi. Ăn không? Có đuôi nó xè. Tí không chích. Tí. Rồi nó xì bọt rồi nè, nó yếu rồi nè. Cua ấy rồi nó xì bọt rồi. Con này đâu rồi? Công nhận cái màu nó đẹp ghê ha. Con này đâu? Nó đỏ rồi, cà dội. Nướng xong rồi ăn rồi chết rồi. Còn đây là ghẹ nè. Nè em chích lấy cái chén đi. Đẹp ghê không? Ủa nó có hai sừng luôn trời. Rồi ăn lấy cái đầu lại nha. Cái đầu nó có sừng luôn nè. Đẹp quá đi, nó có hai sừng nè. Đó. Hoàng nốt luôn cái đầu. Ăn cái vỏ. Ăn gì mới thấy cái sừng. Ăn con bỏ gì mà. Có hai cái sừng. Quá đẹp. Thấy nó đổ ao mà sao mà dướng sao mà rụng hết cái ngoài ra cái thịt không ở trong này nè, cái trong cái này là thịt không á, đạp có nè, không cho sảy mà nó gãy ở trong cái kẹt rồi, bây giờ ông hoài ông đạp rồi mà em thấy ở trong kia nó còn đỏ đỏ mà nó còn trong nữa hả. Còn cua này tập tạ nè, có u của nàng hết trơn ha. Nam mình tinh thần bình tận nhiều lắm á, sao ngồi giữ hoài gốc quá thơm. Rồi bây giờ tí rửa tôm rửa ghẹ đi thấp bia luôn. Ghẹ bông nhìn đẹp quá ha, sảy nhiều lắm, sảy ghẹ bự bự nhiều lắm. Vô nồi, cái nồi số 10 mà nó ngang tràn cái nồi á. Cái này là ta làm gì không, mấy người mà hát bội á, cái người ta lấy cái này ta làm hai cái sừng á. Bằng lông khỉ hả? Cái kia bằng đuôi khỉ. Kẹp nha, con này nó kẹp nha. Sức rồi. Con này phải lấy cái đồ trắng cái bụng nó đi. Trắng cái bụng đi. Đại nồi luôn đó. Bụng tràn. Rồi, vô nồi. Này con nằm gần kế bên. Hỏi mày đi đâu vậy, sao tao lâu quá không gặp mày. Hai mày cũng ở chung chỗ đó chứ bộ. Ghẹ này nó xỉu hết à. Ngộ ha. Nó lên hóa mặt nước nó xỉu. Ghẹ nó yếu dữ chứ nó. Ghẹ nó yếu mà. Ta có oxy mới lên sống à. Ghẹ này phải bắt rồi phải có dây thun á, buộc chân lại. Nó bò nó đi như vậy nè. Nó xui cẳng. Nghe. Nè nó xui cẳng vậy nè, nó búng hai cái qua chèo nè. Nó búng đi phăng. Tôi gặp nó tôi chật nó chẳng giữa vậy. Một nồi luôn. Đại chiến hả bạn? Đại chiến hải sản. Không có cái nắp không biết. Không cần nắp đâu. Có cái nắp không hả? Có cái nắp
này ba cá thì gì đây mà dám mua tới 3-4 nghìn. Đó. Tắm rồi. À, cho bia vô. Lâu được rồi ha. Lâu được rồi. Cái gà nước luôn à. Đó, để lên bếp thôi. Lên bếp thôi. Không biết không sao rồi. Chuyện nhỏ đó. Trời ơi nó đỏ. Ôi quá trời hấp dẫn luôn. Cái màu này mới đúng là màu hải sản. Quyền diệu, ảo diệu. Tôm hùm nha mọi người, tôm hùm hấp tôm hùm nha. Cua biển nè, ghẹ nè. Đó. Ồ. Nó hôm với mùi bia nha. Quá trời cái cạn cua nó bự ra nè. Ui. Cái này còn gì bằng nữa. Mới vừa bắt ở dưới biển về xong. Luộc hấp bia. Tôm này tôm này giờ nó mới lòi sạch ra nè. Thấy ham quá thơm mọi người ơi. Chắc cày lắm đây. Khôi khôi tôm. Wow. Anh đặt tôi ăn nhiều hơn nha. Công nhận hấp bia nó thơm mới ghê luôn, nó thơm á. Cấp gì đây nè, tôm hùm là phải nắm gâu nè, đó, tôm hùm là phải nắm gâu kéo ra, ô cha ơi nó đỏ rồi. Nó đẹp, màu đẹp, đủ cái màu cua đẹp nữa. Ủa sao nãy bự lắm mà sao giờ nó teo rồi còn có chút xíu siêu vậy? Bây giờ nó còn thịt. Mày gỡ cái đuôi đi. Đấy. Đó, ừ. Để giữa đây, để giữa đây. Đó, để tôm hùm lên. À. Đấy, bẻ đuôi ra, bẻ đuôi ra. Đây ra con. Úi trời ơi trời. Ông Trấn. Ta làm cho ừ, đúng bài, đúng bán. Đó. Rồi ông bứng cho tôi chụp cái hình đó. We'll be right back.
rồi làm nhiều con nữa chứ. Ờ, cái đầu thịt không gạch không à. Cái đầu nó cũng đó. Thịt không á. Cái này. Cái này đang ơi. Nè cái gạch nó nè. Cắt đi nó nói hoài chứ chừng nào có ăn. Ăn cua luôn. Ôi ôi. Mấy chi bệnh. Nãy em lấy cái dĩa để nó ghiêng.